Vừa rồi là pha xử lý của cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Quốc Việt. Đinh Bắc quả tắt, Quốc Việt, bàn thắng đã được mở cho U19 Việt Nam từ rất sớm. Phút thứ 3 của trận đấu và Quốc Việt đã có bàn thắng. Cú đánh đầu cực kỳ ấn tượng của Quốc Việt. Và đó là một pha tấn công đặc sắc của U19 Việt Nam. Mới một đường triển khai ở biên rất chuẩn mực. Nhìn bàn thắng này của U19 Việt Nam, chúng ta nhớ tới những gì mà U23 Việt Nam từng có ở SEA Games cũng như là giải U23 châu Á, với những đường tạt từ cánh trái vào cái chân trái của cầu thủ mang áo số 10 này. Lại là cầu thủ U19 Việt Nam. Thực sự đáng tiếc. Bóng đã đập vào vòng U19 Thái Lan. Một lần nữa chúng ta xem lại cú đánh. Cơ hội. Văn Trường móc bóng. Vẫn còn Huấn Văn Khương. Một bàn thắng rất đẹp. Tất cả những cầu thủ tốt nhất của U19 Việt Nam đã đóng góp vào bàn thắng vừa rồi. Rất hợp lý, chính xác và bài bản. Đó là những gì mà các trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thể hiện ở những bàn thắng của họ ở trận đấu này. Những cú dứt điểm cuối cùng đều là những cú dứt điểm đẳng cấp tốt. Và thêm một đường chuyền hay nữa. Quốc Việt không vào. Cơ hội rất tốt để Quốc Việt có được cú đúp thứ hai ở giải đấu năm nay. Nhưng cầu thủ mang số 9 của Việt Nam đã dứt điểm quá hiền ở tình huống vừa rồi. Sau một pha chuyền bóng rất hay của Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang rất điệu. Đánh đầu! Lại là Quốc Việt. Cú đúp thứ hai của Quốc Việt ở giải đấu năm nay. Nhưng một lần nữa người ta lại thấy dấu ấn của Khuất Văn Khang. Người mang áo số 10, mang băng đội trưởng của U19 Việt Nam với một pha xử lý rất... Cơ hội cho U19 Việt Nam. Nguyễn Thế In. Dứt điểm. Rất khéo léo và đó là bàn thắng của đội trưởng Lam Minh Huy. Sau rất nhiều nỗ lực ở trận đấu này thì Lam Minh Huy đã có được một bàn thắng. Đó là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những sự cố gắng của... Vậy là cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar đã khép lại. Thắng lợi thuộc về các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam.